thân của chúng ta thật là nhiều sức khỏe, mau ăn chống lớn. Và sau này cũng sẽ là một điều ngon cho gia đình, một điều tốt cho xã hội. Và có thể có vui với chương trình trong buổi sinh nhật chiều nay thì cũng xin được gửi đến tất cả quý vị một bài hát khá quen thuộc, ca khúc Mặt Đẹp Tình Yêu. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vỗ tay cũng được không ạ?